Vâng, xin chào toàn thể anh em audio lại một lần nữa. Phạm Thức Audio xin phép được giới thiệu đến quý vị các bạn. Đây là cặp loa Bose 301CD4. Cụ thể và một sản phẩm cụ thể và một đôi loa chi tiết và quay rõ nét và sâu sắc nhất. Mời anh em cùng bắt đầu với Phạm Thức Audio trong ngày hôm nay để đi vào cặp loa cụ thể này. Và để đỡ mất thời gian cho anh em thì em sẽ xin phép được báo giá luôn ngay từ đầu tiên. Cặp loa này bên em xin phép được bán với cái giá tốt nhất của đầu năm mới, đó là 7 triệu 3 nhá, 7 triệu 3. Rồi sau đây xin phép mời anh em chúng ta bắt đầu cùng đi vào sản phẩm. Anh em nào có nhạy ý thì chúng ta cùng tiếp tục video. Đây là cặp loa 301CD4, được thiết kế với một bát 20, một tép và một trung. Trung của nó là trung hát sau. Lỗ thông hơi của dòng 301CD4 thì nó đây rồi. Ai chơi bầu thì đều đã quá quen thuộc với cái dòng boss 301CD4 này. Đôi này gân zin toàn bộ này, và gân rất đẹp, rất dai, và độ bền của nó thì em khẳng định với quý vị và bạn còn rất tốt. Và đây chúng ta bắt đầu cùng tháo ốc của bát để xem cấu tạo ruột gan bên trong của sản phẩm. 301CD4 thì nó chỉ còn một đường tháo loa bát ra, rồi sau đó mới tháo được loa tép, rồi sau đó mới lại tiếp tục tháo được loa trung. Đây. Đây, loa lần đầu tiên tháo ra. Nhẹ thôi. Đây. Đó, đây. Bên này tiếp. Sau khi tháo ra thì anh em được nhìn thấy đây, đây là xương của cái loa bát. Xương của cái loa bát nhá. Xương của 301CD4 cặp này xương màu vàng. Bảy sắc cầu vồng như này. Và đây, như đây là nó được sản xuất vào 31 tháng 1 năm 2002. Hàng được sản xuất tại Mexico. Đây là tụ trung này. Còn tép của nó thì tụ tép của nó nằm ở trong đây. Đây tụ tép của nó đây. Em sẽ bật flash mà anh em cùng xem. Đấy tụ tép đấy và bóng đèn của nó kia kìa. Bông của nó đây, bông thủy tinh. Không phải bông thủy tinh, bót không phải bông thủy tinh, nó dạng như bông thủy tinh đâu. Đây là số seri của thùng này. Dây loa đây, buộc quấn như này. Đấy, bát rất đẹp luôn. Đây là một quả nhá, quả tiếp theo đây. Khi nó trùng đôi trùng cặp thì cái tem này của nó sẽ trùng nhau này. Đấy, cũng seri và cũng nằm sản xuất giống hệt nhau. Trung của nó đây, trung của nó bên trong của nó cũng sắc xi 7 màu. Cặp loa này bãi nguyên bản về nên cái mùi của nó vẫn còn rất thơm và thơm phức luôn. Chúng ta ghé mũi vào cái lỗ thông hơi của nó, chúng ta sẽ ngửi thấy mùi của cái chất thùng của nó. Căng thì là hoàn toàn có nhám như này. Đấy. Nhám như này. Chân tem xịn đây. Nha. Rồi bây giờ em sẽ đóng lại và quay tổng thể độ đẹp của thùng loa, mời anh em cùng xem. Và đây là độ đẹp của cặp loa Bose 301CD4. Anh em vừa chiêm ngưỡng ruột gan rồi đúng không ạ? Đây. Mời anh em cùng xem này. Nó không thể tránh được những cái điểm xước sát nhẹ nhẹ, đấy là cái điều đương nhiên. Nhưng mà về tổng thể thì các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Số seri của nó là 30339AC. Thì cái bên này nó sẽ là đây, cái bên này nhá, cái mặt đằng trước này. Đây. Nó cũng sẽ giống hệt như thế nhưng nó sẽ là BC. Cái này được sản xuất tại Mexico. Đấy, góc cạnh thùng ra đây, rất đẹp. Căng không thủng viết nào luôn. À, đây là bẩn đâu. Không phải gì cả. Góc cạnh. À, chỉ là hơi bẩn một chút xíu. Còn lại tổng thể là cặp loa này đẹp xuất sắc. Xuất sắc. Đó. Và zin, bao zin toàn tập cho anh em. Và giá khai xuân đầu năm em xin phép được báo với anh em là giá là 7 triệu 3,
không bao gồm tiền cước phí. Tiền cước phí cặp loa này nó rơi vào khoảng chừng tầm, nếu như mà vào mãi trong Nam thì nó rơi vào khoảng chừng tầm 100, còn ngoài Bắc thì nó rơi vào khoảng chừng tầm 80.000 cặp loa này, bởi vì những cái dòng loa này nó không hề nặng nhé, không hề nặng. Đấy, tiền cước em dám bao cho anh em luôn là 100.000 ship theo đường bưu điện cho anh em, để anh em đỡ phải lo cái trường hợp là tiền cước sẽ tăng hoặc giảm hoặc là như kiểu như nào đó. Đấy, bên em nói thẳng giá của cặp loa nó là như vậy, và bên em luôn luôn cho khách kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện. Cặp loa này thì bên em xin phép được đặt cọc thấp nhất là 1 triệu thì em sẽ ship COD cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em, quý vị các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Auto. Kính chào quý vị các bạn, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video lần sau.